giá heo hơi hôm nay ngày 3 tháng 1 ghi nhận, tình hình thị trường trên cả nước hầu hết đều đồng loạt tăng giá. Tình hình heo hơi trên thị trường cả nước hôm nay 3 tháng 1 giá heo hơi trong tuần vừa qua hầu hết các tỉnh, thành đều đồng loạt tăng giá. Một số địa phương đã có mức điều chỉnh tăng đến 5.000 đồng trên kg. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 3 tháng 1 heo hơi phía Bắc trong tuần ghi nhận tăng từ 1.000 đồng, 4.000 đồng trên kg. Cụ thể, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc tăng khoảng 3.000 đồng, 4.000 đồng trên kg. Điều chỉnh giá giao dịch lên mốc từ 77.000 đến 78.000 đồng trên kg heo hơi. Bắc Giang, Lào Cai, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Tuyên Quang và Hà Nội có mức tăng nhẹ hơn từ 1.000 đồng, 2.000 sạc kg. Giá giao dịch trên thị trường heo hơi đang đạt mốc từ 77.000 đồng, 80.000 đồng trên kg. Heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay 3 tháng 1 trong tuần này tại thị trường miền Trung và Tây Nguyên cho thấy tình hình giao dịch heo hơi đang có mức tăng trưởng từ 1.000 đồng, 5.000 đồng trên kg. Cụ thể, Thanh Hóa tăng mạnh đến 5.000 đồng trên kg, nâng giá thu mua heo hơi lên 78.000 đồng trên kg. Quảng Bình ghi nhận tăng 3.000 đồng, giá giao dịch ở thời điểm hiện tại là 75.000 đồng trên kg. Một số nơi điển hình như Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mức tăng nhẹ 1.000 đến 2.000 đồng trên kg heo hơi. Giá thương lái thu mua heo hơi tại các địa phương này đang dao động trong khoảng 74.000 đồng, 75.000 đồng trên kg. Heo hơi khu vực miền Nam hôm nay ngày 3 tháng 1 khu vực miền Nam trong tuần vừa qua ghi nhận có mức tăng từ 2.000 đồng, 5.000 đồng trên kg heo hơi. Cụ thể, Bình Phước, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đã tăng từ 4.000 đồng, 5.000 đồng trên kg. Theo đó, các nơi này cũng đã điều chỉnh giá thu mua heo hơi lên từ 75.000 đồng, 76.000 đồng trên kg. Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp và một số địa phương khác ghi nhận đã tăng từ 2.000 đồng, 3.000 đồng trên kg. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tăng. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtăng.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tăng để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.